Hi, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Nếu như bạn đang xem video này và đang có một thiên thần nhỏ nhắn trong bụng thì xin chúc mừng. Bạn đang tận hưởng những ngày tháng vô cùng đặc biệt và hạnh phúc trong cuộc đời của người phụ nữ. Và bạn có biết chính việc mà thiên thần nhỏ thích mẹ làm nhất khi đang ở trong bụng mẹ không? Ngay từ những tuần đầu thai kỳ thì thai nhi đã có thể cảm nhận được cảm xúc và tâm lý của mẹ. Có một sợi dây liên kết mạnh mẽ giữa mẹ bầu và thai nhi được hình thành từ rất sớm. Sớm hơn mẹ từng nghĩ rất nhiều lần. Một nghiên cứu khoa học tâm lý gần đây nhất cho biết thai nhi có thể cảm nhận được cảm xúc của mẹ từ trong tử cung, từ tam cá nguyệt đầu tiên. Vậy nên, muốn con luôn vui vẻ và thích thú trong tử cung thì ba mẹ hãy tích cực làm 9 điều sau nhé. Điều thứ nhất, mẹ hãy cười thường xuyên hơn. Trong quá trình siêu âm thai, hẳn các bác sĩ cũng sẽ chia sẻ với mẹ rằng thai nhi sẽ bắt đầu nhảy lên và nhảy xuống khi mẹ cười. Hormone hạnh phúc được giải phóng khi mẹ cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Điều này có lợi cho sự phát triển của thai nhi. Vì vậy, mẹ hãy nên tạo những cái khoảnh khắc tích cực nhất có thể cho mình nhé. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ đó mẹ ơi. Mang thai là khoảng thời gian để trải nghiệm cảm xúc tích cực. Mẹ càng cảm thấy khỏe hơn, thai nhi càng khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Vì vậy, hãy cung cấp cho con càng nhiều hạnh phúc càng tốt. Số 2, massage nhẹ nhàng vùng bụng. Các thụ thể cảm ứng của con bắt đầu phát triển vào khoảng tuần thứ 8. Và khoảng 20 tuần, trẻ đã có thể đủ lớn để cảm nhận những cảm ứng bên ngoài. Trong thời gian này, bé rất thích mẹ xoa bụng nhẹ nhàng. Đây là một cách tuyệt vời để liên kết và bố cũng có thể sớm tham gia vào quá trình này. Hãy sử dụng các loại dầu massage hoặc là kem dưỡng thể tự nhiên để vuốt bụng của bạn và trong các chuyển động nhẹ nhàng trong khi nghe nhạc và thư giãn. Tuy nhiên, có một số lưu ý là mẹ không nên xoa bụng quá thường xuyên ở tam cá nguyệt thứ nhất và thứ ba, và đặc biệt với những mẹ có tiền sử sảy thai và sinh non thì cũng nên hạn chế những cái hoạt động này nhé. Hoạt động thứ ba, mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời gian nghỉ ngơi của bạn là thời gian vui vẻ và thoải mái nhất. Đó cũng là thời gian trẻ bận rộn vì không có hoạt động hàng ngày, cử động và thói quen nào có thể cản trở những cái danh sách việc cần làm của thai nhi. Trẻ sẽ bắt đầu luyện tập nhào lộn và trải nghiệm những chuyển động mới. Những lần biểu diễn như vậy không kéo dài quá lâu, vì vậy bạn sẽ có thời gian để thư giãn. Gần đến cuối thai kỳ, em bé sẽ nghỉ ngơi trong khoảng 70 đến 90 phút. Vì vậy, chế độ di chuyển của bé cũng sẽ có cái quy luật. Mẹ hay nắm bắt để phát hiện những bất thường có thể xảy ra nhé. Số 4, mẹ hãy tập thể dục thường xuyên để con được khỏe mạnh. Tiêu chí để lựa chọn các bài tập phù hợp trong thai kỳ là phải an toàn, thích hợp và được bác sĩ chấp thuận. Các bài tập thể dục giúp điều chỉnh nhịp tim là sự lựa chọn tốt nhất trong giai đoạn này, khi mà trái tim của trẻ sẽ phát triển khỏe mạnh hơn khi các bà mẹ tập các bài thể dục, và hãy tránh các trường hợp xấu xảy ra khi mà nhịp tim của mẹ quá cao nhé. Số 5, mẹ nhớ nghe nhạc khi thảnh thơi. Âm nhạc trước khi sinh có rất là nhiều lợi ích đối với mẹ. Âm nhạc tạo ra hormone serotonin và thúc đẩy sự giải phóng endorphin cũng được truyền cho em bé. Với thai nhi, âm nhạc kích thích giác quan và thúc đẩy sự phát triển trí não. Mẹ nên nghe nhạc ở mức âm lượng vừa đủ vì bé vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên trong bạn. Mẹ nên lựa chọn những bài nhạc với giai điệu vui tươi, tươi sáng và nhẹ nhàng. Đồng thời, mẹ cũng có thể lựa chọn những dòng nhạc cổ điển có tác dụng rất là tích cực cho sự phát triển trí não của trẻ và giúp trẻ có thể tiếp xúc được với nhiều âm thanh khác nhau. Số 6, kể chuyện cho con nghe thật nhiều nha mẹ. Ở tuần thứ 25 đến 26, trẻ bắt đầu phản ứng với những tiếng ồn mà chúng nghe thấy bên ngoài tử cung. Và khi giọng nói của mẹ là giọng nói rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, bé sẽ học cách nhận ra nó. Giọng nói thường xuyên của mẹ cũng mang lại cho thai nhi sự thoải mái và yên tâm và báo hiệu rằng mọi thứ đều ổn. Một cách hiệu quả để phát triển mối quan hệ và giúp con làm quen với những âm thanh giọng nói của mẹ là mẹ hãy đọc to những cái câu chuyện thật là hay, thật là ý nghĩa cho con nghe. Số 7, mẹ tắm nước ấm thì con thích lắm đó. Khi trẻ đủ lớn để ép vào giá bụng của người mẹ, bé có thể cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ. Đó là lý do tại sao bồn nước nóng khiến bé cảm thấy khó chịu và có thể nguy hiểm. Ngược lại, một bồn nước ấm giúp bé bình tĩnh và thư giãn. Nhưng âm thanh của tiếng nước chảy cũng có thể giúp bé khỏe mạnh. Để thêm phần thú vị, mẹ có thể đổ nước lên bụng và cảm nhận phản ứng của bé. Số 8, con cũng thích ăn đồ ngọt đó mẹ.
Trẻ bắt đầu phân biệt được các hương vị khác nhau ở tuần 13 đến tuần 15 của thai kỳ. Nước ối của bạn có vị như thức ăn bạn ăn và trẻ nuốt nó. Đây cũng là lúc bé làm quen với các khẩu vị khác nhau. Ngoài ra, nếu mẹ ăn những thức ăn quá mặn hoặc là có nhiều mùi vị như hành, tỏi, gừng thì bé cũng đều cảm nhận được hết thông qua nước ối. Mẹ cũng lưu ý là không nên ăn quá mặn hay là quá ngọt, quá nóng hoặc quá lạnh cũng đều không tốt cho con yêu chút nào. Vì vậy, nếu như muốn đảm bảo rằng con bạn là một người ăn ngon, dành ăn trong tương lai thì hãy ăn nhiều loại thực phẩm lành mạnh trong suốt thai kỳ nhé. Số 9. Con thích nghe giọng của bố lắm mẹ ơi. Các nghiên cứu cho rằng ngoài mẹ ra, thai nhi rất thích thú khi được giao tiếp với bố. Nguyên nhân là do khi còn ở trong bụng mẹ, thai nhi thường dị ứng với những âm thanh và tiếng động mạnh. Vì thế rất thích nghe giọng nói trầm ấm với ngữ điệu uyển chuyển của bố. Nếu trong thai kỳ bố thường xuyên chạm nhẹ vào bụng mẹ, hát hoặc là trò chuyện với bé, bé sẽ chuyển động lắc lư thân mình và đạp nhẹ vào bụng mẹ để bày tỏ sự thích thú, hài lòng và giao tiếp với bố. Nhưng em bé được bố quan tâm ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Khi chào đời, chúng sẽ có tư duy và tư chất tốt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Ngoài ra, việc bố dành nhiều thời gian để trò chuyện và giao tiếp với thai nhi cũng là cách tạo một liên hệ gắn bó thân thiết giữa hai bố con ngay từ khi em bé còn ở trong bụng mẹ. Đó là lý do vì sao rất nhiều em bé sau khi chào đời, mặc dù rất quấn mẹ nhưng mỗi lần khóc thì chỉ cần nghe thấy bố hát cái bài hát quen thuộc thì sẽ ngay lập tức nín khóc và lăn ra ngủ ngay. Thêm một lý do khác thuyết phục các ông bố trò chuyện nhiều hơn với thai nhi, đó chính là trạng thái tinh thần của mẹ. Mỗi khi bố trò chuyện với đứa trẻ trong bụng, người mẹ sẽ cảm nhận được sự yêu thương rất lớn lao. Nhờ đó, mẹ thấy mình được an ủi và có thêm động lực để chuyên tâm chăm lo cho thai nhi nhiều hơn. Cũng vì điều này mà các nhà khoa học Nhật gọi trạng thái tinh thần của mẹ là môi trường thai giáo hoàn hảo cho thai nhi. Mình hy vọng là cái video này đã cung cấp được những cái thông tin hữu ích cho mọi người. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Hãy ấn vào nút hình quả chuông ở bên dưới để nhận được thông tin mới nhất khi mà mình phát sóng. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.